thoughts of the summer. When I'm like, boy, I got your body. Hello, Hair Sở Ly. Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình đi Zihu, Apple Zifa, tâm huyết của mình. Sau 3 năm mình gắn bó với con game này, mình có bộ má búp bê và gói mãng xà câu bơ ra. Sau khi mình chơi game, hơn 3 năm mình có, cảm giác mình chơi chắc cũng đủ đối với mình. Có anh em nào mới chơi không? Nếu có hãy comment và like đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình có bộ ngày xưa thích thì chơi, bộ này anh em chơi sau này chắc ít người sở hữu. Mình chơi game 3 năm, mình có mua thẻ vô cực mùa 2014, cấm vệ quân bây giờ, không còn thẻ vô cực như ngày xưa nữa rồi. Anh em nào còn nhớ thời sự kiện cày KC không? Lúc đó mình cày ngày cày đêm vui lắm. Bây giờ không còn sự kiện đi nhặt KC nữa rồi, giờ đi nhặt toàn vàng không. We'll be right back.
có anh em nào còn nhớ sự kiện ra nhân vật anh bảy không? Một thời nhân vật đó bá vãi nổi. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký nhà anh em, cảm ơn rất nhiều.